Thế giới đang thiếu hụt điều này, chính là nhường nhịn. Mọi người đều lùi một bước, mọi người đều nhường một bước, toàn bộ vấn đề sẽ được giải quyết. Cuộc đời của mỗi người, từ cá nhân đến quốc gia, đều cần chữ nhường này. Mọi người nhường nhịn lẫn nhau, cả đời bình yên vô sự. Không chịu nhường nhịn thì tranh giành. Một bên là nhường nhịn có phước báo, bên còn lại tranh giành thì có tai nạn. Cho dù quý vị phát tài, nhưng tài bất nghĩa thì không thể giữ lâu. Chỗ này phải lãnh hội được sức mạnh của đạo đức. Có đạo đức thì tổ tiên và các vị thần gia trì cho quý vị. Nếu không có đạo đức thì thiếu mất sự nhường nhịn, hoàn toàn dựa vào đầu óc của quý vị xoay chuyển. Đây là tình hình của xã hội hiện nay. Các vị thần linh không gia trì quý vị, các ngài muốn gia trì nhưng không thể gia trì quý vị. Bản thân chúng ta cần phải tu phước, tạo phước thì Phật Bồ Tát và thần linh mới gia trì được, mới giúp đỡ được. Thánh nhân và người phàm khác nhau chỉ trong một niệm. Thánh nhân khởi tâm động niệm là vì nhân dân, tiểu nhân khởi tâm động niệm là vì bản thân. Ý niệm cùng là một, đưa tự tư tự lợi lên hàng đầu. Phải nhờ vào giáo dục, phải nhờ vào tấm gương. Bản thân chúng ta phải là tấm gương cho người khác xem. Anh tranh giành, còn tôi thì nhường nhịn. Nước ngoài muốn tranh đến cùng, cả hai bên đều thua thiệt, không còn ai nhường nữa. Bản thân họ thua rồi, họ muốn người khác thua, không muốn nhìn thấy người khác thành công. Đây là văn hóa ngày nay, văn hóa Trung Hoa của người xưa. Tôi thất bại rồi, nhưng tôi thích nhìn anh thành công. Tâm lượng này thật sự khác với bây giờ. Người Trung Hoa có đức, đức này chính là hiếu kính. Hiếu kính từ khi mẹ mang thai đã dạy rồi, nên có được nền tảng vững chắc.